Xin chào tất cả mọi người. Nhân ngày 20 tháng 10, ngày Phụ nữ Việt Nam, nhà khoa Hùng Cường xin được gửi tới các cô, các bà, các mẹ, các chị em phụ nữ Việt Nam những lời chúc sức khỏe. Chúc chị em luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn khỏe mạnh và có thật nhiều niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Xin được cảm ơn các bà, các mẹ, các chị, các cô đã luôn là những người khách hàng ủng hộ, tin tưởng, sử dụng dịch vụ nhà khoa Hùng Cường trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mừng 20 tháng 10. Hôm nay nhà khoa Hùng Cường rất vinh dự được đồng hành cùng tất cả các quý khách trong một ngày vô cùng đặc biệt, ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Đây là dịp để chúng ta cùng nhau tri ân, tôn vinh những người phụ nữ tuyệt vời trong cuộc sống, những người mẹ, người vợ, người chị và những người bạn đã luôn sát cánh yêu thương và hỗ trợ chúng ta mỗi ngày. Xin gửi đến các chị em phụ nữ lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cho các bà, các mẹ, các chị luôn tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và luôn giữ được nét sạng ngời trên khuôn mặt của nụ cười tươi sáng. Các bạn chính là nguồn cảm hứng, là sức mạnh giúp cho chúng tôi không ngừng cố gắng để mang đến cho những dịch vụ tốt nhất, giúp chăm sóc và bảo vệ nụ cười của từng người phụ nữ Việt Nam.